giờ thầy ông khùng rồi, ông ở nhà ông nhảy như thằng điên đúng không thầy? Đó, thì rất rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đạo Ship ở tập tiếp theo của lúc mà đi chơi ở trên Minh Thiếp. Thì bây giờ là 6 giờ 50 tối, thì mình đặt bàn ăn ở khách sạn ở nhà hàng Minh Thiếp là lúc 7 giờ 30, nên là bây giờ hai thầy trò sẽ thay đồ, Hana thì trang điểm sơ chút xíu rồi sẽ đi ra nhà hàng ăn, thì sẽ quay cho mọi người xem về cái nhà hàng ở Minh Thiếp như thế nào nha. Bây giờ thì đi vô trang điểm thôi. Đó, ở trong phòng thì nó hơi tối á nha mọi người, nên là Hana trang điểm xong rồi Hana sẽ ra ngoài quay cho mọi người xem nha. Phòng thì buổi tối rất là chill luôn. Ok, bây giờ thì mình đã sửa soạn cái bản thân mình xong rồi mọi người. Thấy già đi 20 tuổi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi ra ngoài nhà hàng, rồi mình sẽ quay nhà hàng cho mọi người xem nha. Nhớ là bấm like, share, đăng ký kênh cái kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đạo Ship để theo dõi cuộc sống của Hana, theo dõi về cuộc sống ở Đạo Ship. Nói chung là cuộc sống của Hana thì chỉ xoay quanh những cái vấn đề đi làm nè, công việc nè, nhà cửa, đường xá, và tư vấn cho mọi người về những cái thắc mắc của mọi người về Đạo Ship, để mọi người có cái kiến thức để mọi người sang bên Ship sinh sống định cư nếu mà mọi người thích Đạo Ship và muốn sang Đạo Ship. Thì thỉnh thoảng thì cũng có một vài cái gọi là cái dịp như là dịp lễ tình nhân nè, Tết nè, hay là tự thưởng cho bản thân mình cái gì đó, thì Hana cũng sẽ đi chơi, đi tham quan. Thì Hana cũng sẽ quay lại cái cuộc sống thường ngày của Hana cho mọi người xem. Thì bây giờ thì xin mời mọi người cùng theo dõi cái video clip này nhé. Nhớ là theo dõi đó. This is the case. Yeah, yeah, yeah. Put in your bag. So, we go by car. Yeah. So just leave on the heater here. Because I don't know. I know my life. But what about unboxing? Unboxing at home when we finish it. Okay. Tặng quà xong rồi cứ sợ mình không có. Wait here, I have to show something. What's rain? No. Oh, it's this. This is not rain. Yes. Wait. Okay. Đây là Minh Thiếp buổi tối nha mọi người. Bây giờ thì ở đây tối quá mọi người sẽ không thấy gì đâu, nên là Hana sẽ đi đến khách sạn và sẽ đi đến nhà hàng và sẽ quay cho mọi người xem ở nhà hàng nha. Hẹn gặp lại mọi người ở nhà hàng. Quay. Trời ơi, bữa nay là lady first nè. Đóng cửa cho tôi, tài xế. Tài xế nói là hôm nay để tài xế mở cửa cho. I told you to come in rain. Yeah, it's raining, it's raining. No, but it's for us no problem. Yeah. Thôi. Đây là Minh Thiếp. The music cannot. I see many like and yeah, then, have somebody living here. You see. No music. They make music. No. I think it's up to 10 seconds or something. No. Reception here. Lễ tân ở đây. Anh giờ chớp lên lên kia tí xíu nữa là tới rồi. Tới nhà hàng rồi. And you want to go to work? I tell you, it's no. Too dark. Too dark. Yeah, you think so? Oh my god. Unbelievable. No car. Nobody. Bây giờ thầy sợ trời mưa ướt Hana nên là thầy chạy vô trong này cho Hana xuống xe trước. Rồi sau đó là thầy sẽ đem xe ra ngoài bãi đậu xe đậu. Và trong này là nhà hàng, mà không biết có ai ăn không, hay có hai vợ chồng tôi ăn ở đây. Tại vì ở đây là núi mà mọi người, theo cái dạng mà nghỉ dưỡng cao cấp á. Chứ không phải như ở dưới biển thì nó đông người, còn ở trên này thì chỉ có những cái người mà muốn những cái không khí mà
im lặng trong lành, nó không có nhộn nhịp á thì người ta mới lên đây nghỉ dưỡng. Với lại ngày hôm nay là cái ngày thứ hai nữa, không phải là ngày cuối tuần hả, nên là cũng không có đông. Với theo Hana thì ngày cuối tuần ở đây cũng sẽ đông á, tại vì dân chơi golf nó lên trên này chơi mà. Nhưng mà ngày thứ hai thì ai đâu mà lên chơi golf. Mở cửa cho sếp vào nè. Thank you. Thank you. Live music. Bữa nay là có nhạc sống nha mọi người. Mình đã tới nhà hàng rồi, bây giờ mình đi vô trong nhà hàng nha. Hôm nay là có nhạc sống. Oh my gosh. It's a little bit hot. Hot? Hot, hot. Hot, hot. I drink very nice champagne. It's in the room. Piper. Yeah. I know you, yeah? Yes. See you. Piper. Yes. So one champagne. And I don't know, huh? I don't know because they sent me the menu already for yes. dinner. Yes, the menu. Yes. And you like some sparkling water or still water? Yeah. But no spark, just still water. Yeah. Đây là cái menu cho buổi tối ngày hôm nay. Ở trên Minh Thiết là cái Valentine cocktail menu, là cái để uống, cái nước để uống. Và một cái Valentine dinner thì đã đưa cho Hana lúc sáng rồi. Ok, latest Valentine dinner. Giờ có 5 món nè. Cái món đầu tiên á sẽ là Oreo with the king fries. Nói chung là mấy cái món Tây thì Hana cũng không có biết nhiều. Thank you very much. Yeah, this one time a year. But you wait, he will come. So. Where is he? No, he will come. Sorry, is it my
Вот вы поменять на моё всё-таки, на моё. Почему я его скажу, да? What you talk? French, my 100 euro. Okay. Is it champagne? Champagne. Yeah. Mình vừa order một cái chai champagne 100 euro. Say 100, 100. Yeah. 100 euro. Thầy nói là uống champagne 100 euro. Thì mình nói là trời ơi, một năm mới có một lần thì cứ uống đi. Vừa live stream cho mọi người và vừa quay YouTube luôn. Cảm ơn chị. Very nice press. Press with what? Butter. Bánh mì với lại bơ nha mọi người. Ăn để chờ mấy cái món kia lên. Người yêu của tôi bữa nay đẹp trai quá trời. Handsome. Hello, good evening. Good evening. Đây là chai champagne mình mua 100 ml. Maybe again I get a new drunk. Yeah, sure, for sure. Because I'm not good for the drink. Thank you both here. Thank you so much. Thank you. Yeah, but like for me, Piper was better. I think this is more strong. No, take French and take this. So how to eat now? How? No, to cut. Hỏi thầy là bây giờ ăn sao? Okay, show me. Show me. Butter, yeah. Это орео. Там есть креветки внутри. King crab. Yes. King crab. Yeah. It's very nice. You don't like it? Oh, I will try it. You take it like this, with the hand, and you put it in your mouth. That's it. Okay. Mình hỏi là ăn cái này như thế nào? Thì anh nói là chỉ cần lấy tay bóc lên. Rồi ăn thôi. Đây là món khai vị đó mọi người, có cục gì đó. Bây giờ nói khổ lắm, đi ăn mấy cái nhà hàng sang. Yeah, thank you. It's better for you, for me. Yeah. Thank you. I love you. Tối quá không thấy gì đúng không? Trời sao tôi ghét ăn mấy cái món mà cái dĩa bự mà đồ ăn nhỏ vậy nè, ăn đâu có no đâu mọi người.
Nice. Đây là món thứ ba, là món súp nha mọi người. Trời ơi, đồ ăn vậy chắc tối nay đói bụng quá. Tối nay đói bụng thì lấy gì ăn đây? Món súp nè, có một miếng à. Vừa quay YouTube, vừa ăn, vừa livestream luôn, thấy bận rộn. Ở trong này không ai làm gì hết trơn, có mình á. Can we try? Good. Nice. It's nice for you, nice for me. Potato. Nice. Bởi vì mình ăn cái món ăn á, nó ít quá đi. Đồ ăn á, cái dĩa thì to mà đồ ăn thì ít. Nên là mình xin thêm bánh mì. Ăn để tối nay khuya không có bị đói. Tại vì ở trên này nó ở trên núi á, nên là sợ khuya đói bụng. Mà đứng chẳng nhà hàng 5 sao luôn mà. Are you happy? You happy today? Oh my god. You know why I had it when I had it. Okay. How you make it happy? This music I like. Dance Monkey. Đông rồi, bây giờ full nhà hàng rồi. Full, yes. Món thứ ba là món chính đã lên rồi mọi người ơi. Thì món chính gồm có cái gì? Cà rốt nè. Cái này là cái gì đây? À, khoai tây. Một miếng thịt bò. Một cây măng tây. Cà rốt. Để coi cái này là gì. Cái này ngon. Nhưng mà ăn rồi không ra cái gì, không hiểu là cái nó là. Nhưng mà là thịt băm á mọi người, cái cục này là thịt băm. Đây là một miếng thịt bò, đây là khoai tây. Đây là nấm. Còn đây là măng tây, cà rốt. Nice. I try already. So I will not drink now, just water. Very thank you, very thank you, Vafilia. So nice restaurant, very nice. And very nice food, everything perfect. Unbelievable, thank you very much. Thank you so much. Nhà vệ sinh đẹp nha. Đã đến rồi mọi người. Mọi người có nhìn thấy không? Cái dẻ thì bự mà đồ ăn thì ít. Trời ơi, tối nay chắc tôi đói bụng tôi chết quá mọi người ơi. Để mình thử coi này, cái này là cái gì nha. Bánh kem strawberry. Bánh kem dâu. Rất là ngon luôn mọi người, không có ngọt lắm. Thank you.
thì mình vừa mới ăn xong mọi người ơi. Mình ăn xong ở trong nhà hàng thì thật sự là cái nhà hàng này rất là ok luôn. Cái từ cái nhân viên phục vụ cho đến cái món ăn, tuy là nó ít thịt bởi vì cái phong cách của French style hả? France style. Cái phong cách của Pháp á, nên là ăn đồ ăn nó cứ ít cái dĩa thì đẹp, decor rất là đẹp luôn. Đó, đồ ăn ngon, nhạc hay. Ở trong nhà hàng thì mình cũng hạn chế quay camera mọi người, nên là bây giờ thì Hana đi về cái villa của mình ngủ, thì sáng mai sẽ là đi ăn sáng, là đi dạo vòng vòng ở đây thì sẽ quay cho mọi người xem nha. Bữa nay rất là happy luôn. Đó, thì chúc mọi người ngày Valentine vui vẻ nè, chúc tất cả mọi người luôn. I wish everybody happiness, all time happy, lucky. Bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào sáng mai nha, bye bye.